Sao mà căng thẳng vậy? Uống miếng nước đi. Trời ơi, giờ phút này không còn tâm trí nào mà để uống nước đâu. Sao? Bình tĩnh, có gì hay cái đó. Là sao? Nói em nghe. Phút này rồi mà còn uống nước nữa, làm sao mà uống được? Chứ làm sao? Chuyện gì nói em nghe. Cuối tuần này, thằng em trai của mình nó dẫn bạn gái tới đây chơi. Thì mình phải làm cái món gì đó mình đãi cho nó, mà anh suy nghĩ từ sáng tới giờ không ra được cái món gì để đãi. Trời ơi, bạn gái nó mà ông làm như bạn gái ông vậy á. Có cái gì đâu mà phải suy nghĩ. Trời ơi, cái nhà mình ở đây là bao nhiêu năm trời không có khách tới chơi, bây giờ có khách tới mình phải đãi cho nó lịch sự chứ. Mà bữa đó không những bạn gái nó tới đâu, rồi dòng họ bà con mình tới nữa. Trời ơi, thì có gì khó đâu, để em nấu cho. Thôi. Bà nấu là toàn mấy món đơn giản không à. Mấy món mà ăn bình thường thôi chứ không phải là để đãi khách, hiểu không? Chứ anh sao? Giờ tôi nghĩ vậy. Để tôi lên trên mạng đi. Cái tôi đặt đồ ăn về mấy cái món mà nó nhìn nó sang trọng á, để đãi người ta được không? Thôi đi. Ăn xong khỏi dọn luôn. Thôi đi. Ê, em có một ý tưởng. Hả? Em có biết một món mực ống nhồi thịt chiên. À. Trời, món đó ngon lắm. Nhưng mà bà biết nấu không? Không. Không vậy nấu làm chi? Thì anh có bạn ở món ngon cuối tuần đó. Hỏi đi. Vậy bây giờ để tôi chạy, tôi tới đó tôi hỏi là anh bạn của tôi là đầu bếp ở trên món ngon cuối tuần, xong cái tôi học cái bí quyết về tôi chỉ cho bà ha. Hỏi liền đi. Trời ơi. Xin chào quý vị khán giả đang coi chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Chương trình Món Ngon Cuối Tuần được phát sóng trên khung giờ quen thuộc 11:50 thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thì hôm nay đến với gian bếp của Món Ngon Cuối Tuần thì chúng ta sẽ đến với một món ăn mới. Mà muốn đến với món ăn này thì cần phải gặp một người đầu bếp quen thuộc. Đó chính là anh Ryan. Dạ, xin chào anh. Anh chào Y Nhung. Ryan xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Và Ryan cũng như ekip chương trình xin gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình. Em cũng gửi tới anh Ryan lời cảm ơn. Tại vì mỗi lần mà em gặp chuyện gì khó là lúc đó là có anh nè. Dạ. Cảm ơn em. Anh ơi, đợt này em cũng có gặp khó á. Chuyện gì vậy? Ít bữa nữa là em ruột của em nó dẫn người yêu của nó về nhà để ra mắt. Cho nên là em là phận làm anh mà. Em cũng muốn ra cái món gì đó để tiếp đãi bạn gái của nó. Anh nghĩ cái món này nó cũng sẽ phù hợp với lại cái mong muốn của em. Món này có tên là mực nhồi thịt chiên sốt mắm tỏi. Dạ, nghe món làm thấy thèm luôn rồi đó anh. Thì thường thì chúng ta sẽ làm mực nhồi chúng ta ăn với lại sốt cà nè. Yeah. Rồi hoặc là chúng ta làm mực nhồi chúng ta kho sả ớt. Còn hôm nay anh sẽ làm mực nhồi thịt và anh thêm vào một ít tôm để cho cái phần mực của chúng ta nó ngon hơn. Đặc biệt đó là cái sốt mắm tỏi chúng ta ăn kèm. Dạ, anh có cái bí quyết nào mà để mua mực không anh? Đối với mực thì khi chúng ta mua chúng ta có thể nhìn cái màu mắt của mực. Nó còn đen trong thì nó rất là tươi. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể sờ bằng cảm giác, cảm nhận cái bàn tay của mình. Và cái thứ ba nữa là chúng ta có thể nhìn cái màu mực. Nếu màu mực nó biến đổi nhiều thì cái mực đó nó không được tươi lắm. Với mực nhồi thì chúng ta sẽ lấy cái phần xương sống mực bên trong ra. Cái sống mực ra và chúng ta làm sạch cái phần bụng bên trong để chúng ta nhồi cái phần nhân. Bây giờ mình sẽ làm cái phần nhân trước. Phần nhân. Ở đây anh có thịt ba rọi heo xay nè, có tôm sú xay. Ở đây anh có nấm mèo, chúng ta thái nhuyễn. Có hành tím bằm, tỏi bằm. Cà rốt chúng ta thái hạt lựu nhỏ. Ngò rí chúng ta thái nhuyễn. Hành lá chúng ta thái nhuyễn. Ớt sừng cắt hạt lựu nhỏ. Nếu mình không ăn cay thì mình không để ớt cũng được đúng không anh? Thật ra thì cái phần ớt sừng này nó chỉ tạo thêm độ thơm mà nó không có cái độ cay nhiều. Anh sẽ nêm vào đây một ít tiêu. Ngoài tiêu ra chúng ta sẽ có hạt nêm. Muối thì chúng ta cho khoảng nửa muỗng cà phê muối. Đường. Bây giờ mình sẽ trộn đều. Công nhận nó cũng có nhiều cái nguyên liệu trong cái này của anh hả? Thì với cái nhân tôm thịt này chúng ta có thể làm và chúng ta dùng để cuốn chả giò cũng được quý vị khán giả nha. Hoặc là chúng ta có thể viên thành những cái viên tôm thịt viên và chúng ta chiên. Sau đó chúng ta kho, chúng ta ăn kèm với cơm trắng cũng rất là ngon. Sau khi trộn đều cái phần nhân này xong thì chúng ta sẽ nhồi vào bên trong mực. Đây là phần mực ống chúng ta đã sơ chế và làm sạch. Em thấy còn một con mực nữa kìa, anh có thể nào cho em làm chung được không anh? Ừ, ok.
Rồi chúng ta dùng muỗng cà phê, chúng ta cho cái phần nhân này vào bên trong mà để nén chặt cái phần nhân này xuống. Rồi em đẩy xuống xong em dùng cái ngón tay của em tựa vào cái miếng mực và em vuốt cái muỗng ra. Dạ. Này. Đó. Em sẽ lấy được cái muỗng ra. Lúc này em sẽ ấn nhẹ xuống. Và cái phần rau mực, sau khi chúng ta nén xong, chúng ta sẽ cho cái phần rau mực vào đây. Và chúng ta sẽ dùng cây tăm, chúng ta ghim lại. Bây giờ sau khi nhồi cái phần mực xong, thì chúng ta sẽ đưa cái phần mực này, chúng ta hấp cách thủy khoảng 15 phút cho phần mực và phần nhân bên trong chín. Sau khi phần mực và phần nhân bên trong chín thì chúng ta sẽ lấy mực ra và chúng ta áp chảo với lại sốt mắm tỏi. Và tiếp theo, trong khi chờ đợi cái phần mực ống được hấp chín thì chúng ta sẽ pha cái sốt mắm tỏi. Ở đây là có nước mắm, có tương ớt, có tương cà. Đây là cho thêm đường, có một ít hạt nêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khuấy cho tan gia vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khuấy tan cái phần gia vị này xong, chúng ta để sang một bên. Và bây giờ phần mực đã được rồi, bây giờ em sẽ lấy phần mực ra. Nhìn hấp dẫn quá. Đã chín luôn rồi đúng không anh? Đúng rồi em, phần mực này đã chín rồi. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị chảo. Anh sẽ cho một miếng bơ thật vào, nó tạo thêm cái hương thơm. Anh cho miếng ớt sừng. Và chúng ta đảo nhanh, bởi vì mực rất tạo màu rất là nhanh. Tiếp theo anh sẽ cho tỏi và nước sốt. Mình phải áp chảo như vậy là khoảng bao lâu nữa nè? Mình áp chảo nhanh khoảng chừng 2-3 phút nha. Mình lắc đều chảo để cho cái phần nước sốt nó bám đều lên mực. Theo anh cho một ít tỏi phi. Rồi, mình tắt bếp. Và món ăn của chúng ta đã hoàn thành 95% rồi quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cắt mực và chúng ta xếp ra đĩa, sau đó chúng ta thưởng thức. Bữa cơm cuối tuần luôn là khoảng thời gian vui vẻ, đầm ấm bên những người thân yêu. Quý vị khán giả có thể bỏ túi công thức món mực ống nhồi thịt chiên mắm tỏi và trổ tài bếp nút để làm phong phú thêm hương vị cho mâm cơm gia đình nhé. Bên cạnh đó, nếu có dịp gặp gỡ bạn bè vào ngày cuối tuần, món ngon này cũng rất phù hợp để vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Và đây là phần ăn mực ống nhồi thịt chiên mắm tỏi đã hoàn thành. Bây giờ anh mời em thưởng thức qua để chúng ta có thể biết được vị nó như thế nào ha. Dạ, em xin phép ạ. Ngon, thật sự rất là ngon luôn. Em cắn cái mực này vô, em thấy cái mực này là nó còn cái độ giòn nè. Xong rồi hả, mình nó độ tươi, cái gì ngọt ngọt nữa. Thế nhưng mà mình cắn vô cái nhân một cái là thấy được là cái vị của tôm, vị của thịt. Mà bên cạnh đó cái nhân anh còn có thêm là nấm này, cà rốt nè. Thì nó hòa quyện vào nhau, nó ăn nó rất là ngon. Món này chúng ta có thể ăn kèm với lại cơm trắng, rất là ngon nữa quý vị. Dạ. Với lại em thấy nếu mà tôm thịt như vậy á, nó sẽ rất là phù hợp đến những cái gia đình mà có trẻ nhỏ anh. Vì trẻ nhỏ mà thấy mực, thấy đồ chiên đồ này kia là rất là thích. Đúng rồi. Và nếu như gia đình mình có thêm trẻ nhỏ thì chúng ta sẽ giảm cái độ cay lại để cho cái sốt mới để dễ ăn hơn. Dạ. Với lại mình lấy cái món này á, mình đãi khách nhìn vô thấy rất là lịch sự luôn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, thật sự là cái món này là rất là tuyệt vời luôn á. Đó, cái này đợt này về em sẽ thực hiện cái món này. Em đãi không những là bạn gái của em nó mê đâu, thì cả gia đình em đều mê cái món này luôn á. Cảm ơn em. Anh hy vọng rằng mọi người sẽ rất là thích thú khi được thưởng thức món ăn do chính tay anh làm ra. Và quý vị ơi, bây giờ thời lượng chương trình cũng đã hết. Thì Ryan cũng như Inu xin gửi lời chúc đến quý vị có những bữa ăn ngon miệng hơn. Bây giờ Ryan và Inu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.